Thứ bảy, Tam Muội biết rõ tất cả thế giới Phật trang nghiêm. Phật tử, thế nào là Tam Muội biết rõ tất cả thế giới Phật trang nghiêm của Đại Bồ Tát? Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Thế nào gọi là Tam Muội biết rõ tất cả thế giới Phật trang nghiêm của Đại Bồ Tát tu? Phật tử, Tam Muội này tại sao gọi là biết rõ tất cả thế giới Phật trang nghiêm? Các vị đệ tử của Phật, Tam Muội này tại sao gọi là biết rõ tất cả thế giới Phật trang nghiêm? Phật tử, Đại Bồ Tát trụ Tam Muội này, thứ tự vào thế giới phương Đông, thứ tự vào thế giới phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn hướng trên dưới hết thảy thế giới cũng đều vào thứ tự như thế. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này tu Bồ Tát Đạo, viên mãn lục độ vạn hạnh, tích tập đủ thứ căn lành, trụ trong Tam Muội này, thứ tự vào thế giới phương Đông, thứ tự vào thế giới phương Nam, thứ tự vào thế giới phương Tây, thứ tự vào thế giới phương Bắc, lại thứ tự vào bốn hướng thế giới, lại vào thế giới trên dưới, hết thảy tất cả thế giới đều y chiếu vào thứ tự như thế. Đều thấy chư Phật xuất hiện, ra đời, cũng thấy tất cả thần lực của những vị Phật đó, cũng thấy hết thảy sự du hí của chư Phật, cũng thấy oai đức rộng lớn của chư Phật, cũng thấy tự tại tối thắng của chư Phật, cũng thấy đại sư tử hống của chư Phật, cũng thấy chư Phật tu các hạnh, cũng thấy đủ thứ sự trang nghiêm của chư Phật, cũng thấy thần túc biến hóa của chư Phật, cũng thấy chúng hội vân tập của chư Phật. Ở trong những thế giới đó, đều nhìn thấy tất cả chư Phật xuất hiện ra đời, cũng nhìn thấy tất cả thần lực của tất cả chư Phật đó, cũng nhìn thấy hết thảy sự du hí Tam Muội của tất cả chư Phật, cũng nhìn thấy oai đức rộng lớn của tất cả chư Phật, cũng nhìn thấy sức tự tại tối thủ thắng của tất cả chư Phật, cũng nhìn thấy đại sư tử hống của tất cả chư Phật. Vì tất cả chúng sinh thuyết pháp, cũng thấy chư Phật tu tất cả các hạnh, cũng thấy đủ thứ sự trang nghiêm của tất cả chư Phật, cũng thấy thần túc biến hóa của tất cả chư Phật, cũng thấy chúng hội vân tập của tất cả chư Phật. Chúng hội thanh tịnh, chúng hội rộng lớn, chúng hội một tướng, chúng hội nhiều tướng, chúng hội xứ sở, chúng hội cư chỉ, chúng hội thành thục, chúng hội điều phục, chúng hội oai đức, tất cả đều thấy rõ như vậy. Vị Đại Bồ Tát này lại thấy chúng hội thanh tịnh, chúng hội rộng lớn, chúng hội một tướng, chúng hội nhiều tướng, chúng hội xứ sở, chúng hội cư trì, chúng hội thành thục, chúng hội điều phục, chúng hội oai đức, tất cả đều thấy rõ như vậy. Cũng thấy chúng hội đó lượng lớn nhỏ bằng cõi Diêm Phù Đề, cũng thấy chúng hội bằng bốn thiên hạ, cũng thấy chúng hội bằng tiểu thiên thế giới, cũng thấy chúng hội bằng trung thiên thế giới, cũng thấy chúng hội bằng ba ngàn đại thiên thế giới, cũng thấy chúng hội đầy rẫy trong ngàn ước Na Do Tha cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy rẫy A Tăng Kỳ cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy rẫy cõi Phật nhiều như số hạt bụi trăm cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy rẫy cõi Phật nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy rẫy cõi Phật nhiều như số hạt bụi trăm ngàn ước Na Do Tha cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy rẫy cõi Phật nhiều như số hạt bụi vô số cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy rẫy cõi Phật nhiều như số hạt bụi vô lượng cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy rẫy cõi Phật nhiều như số hạt bụi vô biên cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy rẫy cõi Phật nhiều như số hạt bụi vô đẳng cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy rẫy cõi Phật nhiều như số hạt bụi bất khả số cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy rẫy cõi Phật nhiều như số hạt bụi bất khả xưng cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy rẫy cõi Phật nhiều như số hạt bụi bất khả tư cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy rẫy cõi Phật nhiều như số hạt bụi bất khả lượng cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy rẫy cõi Phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy rẫy cõi Phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Vị Đại Bồ Tát này cũng thấy chúng hội của chư Phật lượng lớn nhỏ bằng cõi Nam Diêm Phù Đề, cũng thấy chúng hội bằng bốn thiên hạ, cũng thấy chúng hội bằng tiểu thiên thế giới, cũng thấy chúng hội bằng trung thiên thế giới, cũng thấy chúng hội bằng ba ngàn đại thiên thế giới, cũng thấy chúng hội đầy rẫy trong ngàn ước Na Do Tha cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy rẫy A Tăng Kỳ cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy rẫy cõi Phật nhiều như số hạt bụi trăm cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy rẫy cõi Phật nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy rẫy cõi Phật nhiều như số hạt bụi trăm ngàn ước Na Do Tha cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy rẫy cõi Phật nhiều như số hạt bụi vô số vô lượng vô biên vô đẳng cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy rẫy cõi Phật nhiều như số hạt bụi bất khả số bất khả xưng bất khả tư bất khả lượng bất khả thuyết bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Ở trong chúng hội đạo tràng có cõi Phật nhiều như số hạt bụi, do đó có thể chứng minh thế giới có nhiều vô lượng vô biên không thể nào tính đếm được,
vì trí huệ phàm phu của chúng ta có hạn, cho đến nay cũng không cách chi giao thông với những thế giới khác. Tuy nhiên, con người đã đến được mặt trăng, nhưng tình hình của vô lượng vô biên thế giới khác vẫn chưa biết được. Chốt giáo có sinh vật trăng không thể biết được. Nếu khi nào phát triển đi đến được thế giới khác, thì những thế giới đó không còn tồn tại nữa. Tại sao? Vì bí mật trong vũ trụ khiến cho con người không dễ dàng minh bạch. Hiện tại trong Kinh Hoa Nghiêm có các thế giới nhiều như số hạt bụi. Số hạt bụi trong mỗi thế giới chẳng biết là bao nhiêu. Hà huống cõi Phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, số lượng đó càng không biết là bao nhiêu. Song vị Đại Bồ Tát này thầy đều thấy, đều biết rõ ràng có bao nhiêu cõi Phật. Đây là sức thần thông diệu dụng. Cũng thấy chư Phật ở trong chúng hội đạo tràng đó thị hiện đủ thứ tướng, đủ thứ thời, đủ thứ cõi, đủ thứ biến hóa, đủ thứ thần thông, đủ thứ trang nghiêm, đủ thứ tự tại, đủ thứ hình lượng, đủ thứ sự nghiệp. Bồ Tát cũng thấy chư Phật ở trong chúng hội đạo tràng đó thị hiện đủ thứ hình tướng, đủ thứ thời gian thị hiện, ở trong số hạt bụi cõi nước thị hiện đủ thứ biến hóa, thị hiện đủ thứ thần thông, thị hiện đủ thứ trang nghiêm, thị hiện đủ thứ tự tại, thị hiện đủ thứ hình lượng, thị hiện đủ thứ sự nghiệp. Đại Bồ Tát cũng thấy thân mình đến chúng hội đó, cũng thấy thân mình nói pháp tại đó, cũng thấy thân mình thọ trì lời Phật dạy, cũng thấy thân mình khéo biết duyên khởi, cũng thấy thân mình trụ trong hư không, cũng thấy thân mình trụ nơi pháp thân, cũng thấy thân mình chẳng sinh nhiễm trước, cũng thấy thân mình chẳng trụ phân biệt, cũng thấy thân mình chẳng có mệt mỏi, cũng thấy thân mình vào khắp các trí, cũng thấy thân mình biết khắp các nghĩa, cũng thấy thân mình vào khắp các địa, cũng thấy thân mình vào khắp các cõi, cũng thấy thân mình biết khắp phương tiện, cũng thấy thân mình ở khắp trước Phật, cũng thấy thân mình vào khắp các lực, cũng thấy thân mình vào khắp chân như, cũng thấy thân mình vào khắp vô tranh, cũng thấy thân mình vào khắp các pháp. Đại Bồ Tát cũng thấy thân mình đi đến chúng hội chư Phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, cũng thấy thân mình nói pháp trong đại chúng đó, cũng thấy thân mình thọ trì kinh điển của Phật nói, cũng thấy thân mình khéo biết đạo lý tất cả nhân duyên sinh khởi, cũng thấy thân mình trụ trong hư không, cũng thấy thân mình trụ nơi pháp thân, cũng thấy thân mình chẳng có mọi sự ô nhiễm và chấp trước, cũng thấy thân mình chẳng trụ ở trong sự phân biệt. Tại sao? Vì Bồ Tát biết tất cả đều hư vọng không thật. Cũng thấy thân mình ở trong mười phương vô số thế giới, vì chúng sinh diễn nói Phật pháp chẳng có mệt mỏi. Cũng thấy thân mình vào khắp nhất thiết trí huệ môn, cũng thấy thân mình biết khắp tất cả nghĩa lý, cũng thấy thân mình vào khắp tất cả các địa thập địa, cũng thấy thân mình vào khắp các cõi, cũng thấy thân mình biết khắp tất cả pháp môn phương tiện, cũng thấy thân mình ở khắp trước tất cả chư Phật, cũng thấy thân mình vào khắp tất cả các lực thập lực, cũng thấy thân mình vào khắp tất cả chân như diệu lý, cũng thấy thân mình vào khắp tất cả tam muội vô tranh, cũng thấy thân mình vào khắp tất cả các pháp. Cảnh giới của Bồ Tát ngàn biến vạn hóa, không thể nghĩ, không thể luận bàn, trừ phi người đã khai mở ngũ nhãn mới thấy rõ, chẳng phải phàm phu tục tử chúng ta thấu hiểu được. Khi thấy như vậy, chẳng phân biệt cõi nước, chẳng phân biệt chúng sinh, chẳng phân biệt Phật, chẳng phân biệt pháp, chẳng chấp trước thân, chẳng chấp trước thân nghiệp, chẳng chấp trước tâm, chẳng chấp trước ý. Ví như các pháp chẳng phân biệt tự tánh, chẳng phân biệt âm thanh, mà tự tánh chẳng xả bỏ, danh tự chẳng diệt. Đại Bồ Tát cũng là như thế, chẳng xả bỏ sự tu hành tùy thế gian mà làm, chẳng chấp trước vào hai điều này. Khi Bồ Tát nhìn thấy thân mình biến hóa như vậy, ngài chẳng có sự phân biệt cõi nước, chúng sinh, chư Phật, các pháp, vân vân, cũng chẳng chấp trước thân, chẳng chấp trước nghiệp do thân tạo ra, cũng chẳng chấp trước tâm, chẳng chấp trước ý. Tóm lại tất cả đều chẳng chấp trước, tức cũng là đạt đến cảnh giới giải thoát. Ví như các pháp chẳng phân biệt tự tánh, chẳng phân biệt âm thanh, tự tánh không thể không có, danh tự chẳng diệt mất. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, chẳng xả bỏ hạnh Bồ Tát của mình tu, hay tùy thuận thế gian mà làm trong sự tu hành và thế tục, đều chẳng chấp trước. Phật tử Đại Bồ Tát thấy vô lượng quang minh màu sắc, vô lượng hình tướng của Phật đều viên mãn thành tựu, bình đẳng thanh tịnh, mỗi mỗi đều hiện tiền phân minh rõ ràng, hoặc thấy thân Phật đủ thứ quang minh, hoặc thấy thân Phật viên quang một tầm, hoặc thấy thân Phật sáng rực rỡ như mặt trời, hoặc thấy thân Phật quang sắc vi diệu, hoặc thấy thân Phật màu sắc thanh tịnh, hoặc thấy thân Phật màu vàng thật, hoặc thấy thân Phật màu kim cang, hoặc thấy thân Phật màu cam xanh,
hoặc thấy thân Phật vô biên màu sắc, hoặc thấy thân Phật màu sắc xanh mani báu. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát thường thấy tất cả chư Phật mười phương ba đời phóng vô lượng quang và vô lượng màu sắc, lại thấy chư Phật thị hiện vô lượng hình tướng, 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Sự trang nghiêm thân đó vừa viên mãn, vừa thành tựu, lại bình đẳng, lại thanh tịnh, mỗi thứ cảnh giới đều hiện tiền, phân minh rõ ràng. Đại Bồ Tát hoặc thấy thân mười phương chư Phật có mười thứ quang sắc. Một, có đủ thứ quang minh. Hai, có viên quang một tầm. Ba, có nhan sắc sáng rực như mặt trời. Bốn, có quang trong hiện quang. Có trong quang hiện quang, trong màu sắc hiện màu sắc, có quang sắc vi diệu không thể nghĩ bàn. Năm, có nhan sắc thanh tịnh. Sáu, có nhan sắc vàng thận. Bảy, có nhan sắc kim cang. Tám, có nhan sắc cam xanh. Chín, có vô biên nhan sắc. Mười, có nhan sắc màu xanh mani báu. Hoặc thấy thân Phật cao 7 thước, hoặc thấy thân Phật cao 8 thước, hoặc thấy thân Phật cao 9 thước, hoặc thấy thân Phật cao 10 thước, hoặc thấy thân Phật cao 20 thước, hoặc thấy thân Phật cao 30 thước, như vậy cho đến 100 thước, 1.000 thước. Hoặc thấy thân Phật cao một câu lô xá, hoặc thấy thân Phật cao nửa do tuần, hoặc thấy thân Phật cao 1 do tuần, hoặc thấy thân Phật cao 10 do tuần, hoặc thấy thân Phật cao 100 do tuần, hoặc thấy thân Phật cao 1.000 do tuần, hoặc thấy thân Phật cao 100.000 do tuần. Hoặc thấy thân Phật cao bằng cõi Diêm Phủ Đề, hoặc thấy thân Phật cao bằng bốn thiên hạ, hoặc thấy thân Phật cao bằng tiểu thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật cao bằng trung thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật cao bằng đại thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật cao bằng trăm đại thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật cao bằng ngàn đại thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật cao bằng 100.000 đại thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật cao bằng 100.000 ước na do tha đại thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật cao bằng vô số đại thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật cao bằng vô lượng đại thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật cao bằng vô biên đại thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật cao bằng vô đẳng đại thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật cao bằng bất khả số đại thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật cao bằng bất khả xương đại thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật cao bằng bất khả tư đại thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật cao bằng bất khả lượng đại thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật cao bằng bất khả thuyết đại thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật cao bằng bất khả thuyết đại thiên thế giới. Đại Bồ Tát hoặc thấy thân Phật cao 7 thước, hoặc 8 thước, hoặc 9 thước, hoặc 10 thước, hoặc 20 thước, hoặc 30 thước, cho đến 100 thước, 1.000 thước. Hoặc thấy thân Phật cao một câu lô xá, hoặc nửa do tuần, hoặc một do tuần, hoặc 10 do tuần, hoặc 100 do tuần, hoặc 1.000 do tuần, hoặc 100.000 do tuần. Hoặc thấy thân Phật bằng cõi Diêm Phù Đề, hoặc bằng bốn thiên hạ, hoặc bằng tiểu thiên thế giới, hoặc bằng trung thiên thế giới, hoặc bằng đại thiên thế giới, hoặc bằng trăm đại thiên thế giới, hoặc bằng ngàn đại thiên thế giới, hoặc bằng 100.000 đại thiên thế giới, hoặc bằng 100.000 ước na do tha đại thiên thế giới. Hoặc thấy thân Phật bằng vô số đại thiên thế giới, hoặc bằng vô lượng đại thiên thế giới, hoặc bằng vô biên đại thiên thế giới, hoặc bằng vô đẳng đại thiên thế giới, hoặc bằng bất khả số đại thiên thế giới, hoặc bằng bất khả xương đại thiên thế giới, hoặc bằng bất khả tư đại thiên thế giới, hoặc bằng bất khả lượng đại thiên thế giới, hoặc bằng bất khả thuyết đại thiên thế giới, hoặc bằng bất khả thuyết đại thiên thế giới. Tại sao phải nói số lượng nhiều như vậy? Vì tư tưởng của chúng ta nhỏ hẹp, có giới hạn, không thể to lớn tận hư không khắp pháp giới. Cho nên mục đích Phật Thích Ca diễn nói Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật là phá chấp trước của chúng sinh, dạy chúng ta nhìn thấy lớn, đừng chấp trước lớn, thấy nhỏ đừng chấp trước nhỏ. Nếu chấp trước lớn thì bị lớn lay chuyển, nếu chấp trước nhỏ thì bị nhỏ lay chuyển. Như vậy thì chẳng có định lực, người đó định lực, thấy giống như không thấy, nghe giống như không nghe. Do đó, mắt thấy hình sắc bên trong chẳng có, tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay. Tức cũng là cảnh giới, quán tâm bên trong chẳng thấy tâm, quán hình bên ngoài chẳng thấy hình, quán vật ở xa chẳng có vật. Tất cả đều hư vọng không thật, cho nên cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm là phải mở rộng tâm lượng rộng lớn. Do đó, tâm bào thái hư, lượng chu xa giới. Đừng có tâm lượng nhỏ hẹp, gặp sự việc nhỏ như hạt bụi, nghĩ cũng không ra, buông bỏ chẳng đặng. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói, hoặc có Bồ Tát hoặc có chúng sinh thấy được thân Phật, có đủ thứ sự khác nhau, hoặc thấy hoặc chẳng thấy, hoặc có người thấy, có người không thấy, hoặc thấy mà chẳng thấy. Đây là pháp không nhất định, ngàn vạn đừng chấp trước,
nếu chấp trước thì tự tìm phiền não. Phật tử, Bồ Tát thấy vô lượng sắc tướng, vô lượng hình trạng, vô lượng thị hiện, vô lượng quang minh, vô lượng lưới quang minh của các Như Lai như vậy. Quang minh đó phân lượng đồng pháp giới, ở trong pháp giới không chỗ nào không chiếu đến, khắp khiến cho phát khởi vô thượng trí huệ. Lại thấy thân Phật không có nhiễm trước, không có chướng ngại, thượng diệu thanh tịnh. Các vị Phật tử, Bồ Tát thấy vô lượng sắc tướng, vô lượng hình trạng, vô lượng thị hiện, vô lượng quang minh, vô lượng lưới quang minh của mười phương ba đời tất cả chư Phật như vậy. Quang minh đó phân lượng đồng pháp giới, ở trong pháp giới không chỗ nào không chiếu đến, khắp khiến cho phát khởi vô thượng trí huệ. Thân Phật là vô tướng, là vô hình, nhưng vô tướng mà thấy tướng, vô hình mà hiện hình. Thân Phật là vô lượng, ở tại Bồ Tát và chúng sinh mà nhìn thì thấy lớn thấy nhỏ. Ở nơi thân Phật vốn chẳng lớn chẳng nhỏ, thân Phật đầy khắp pháp giới bao la vạn hữu, cho nên thấy lớn thấy nhỏ đều là tâm chúng sinh phân biệt mà ra. Bồ Tát lại thấy thân Phật thanh tịnh, không có nhiễm ô, cũng chẳng chấp trước, lại không có chướng ngại, đó là tối vô thượng thanh tịnh vi diệu, chẳng giống như thân chúng sinh là bất tịnh, là ô nhiễm, có sự chấp trước. Tóm lại, thân ai không có nhiễm ô chấp trước thì người đó là Phật, thân ai nhiễm ô chấp trước thì người đó là chúng sinh. Nhiễm ô chấp trước là gì? Nói đơn giản là nhìn chẳng thấu, buồn chẳng đặng, lúc nào cũng khởi vọng tưởng. Phật là bậc thánh vô niệm không chấp, cho nên chẳng có nhiễm ô chấp trước. Pháp thân của Phật giống như hư không, chẳng có mọi sự chướng ngại. Tất cả chúng sinh đều ở trong pháp thân của Phật, chúng ta đang sinh hoạt ở trong pháp thân của Phật mà chính mình không biết. Pháp thân của Phật khắp cùng tất cả mọi nơi, bất cứ là nơi thanh tịnh hoặc nơi dơ bẩn đều có pháp thân của Phật ở đó. Do đó vô tại vô bất tại, tất nhiên là như thế, nên chúng sinh chạy không ra khỏi pháp thân của Phật. Phật tử, Bồ Tát thấy thân Phật như vậy mà thân Phật không tăng không giảm, ví như hư không trong lỗ hạt cải của con mọt ăn, cũng chẳng nhỏ bớt, ở trong vô số thế giới cũng chẳng lớn thêm. Thân của chư Phật cũng là như thế, khi thấy lớn cũng chẳng tăng thêm, khi thấy nhỏ cũng chẳng giảm bớt. Phật tử, ví như mặt trăng, người cõi Diêm Phù Đề nhìn thấy hình nhỏ mà cũng chẳng giảm bớt. Người ở trong mặt trăng thấy hình mặt trăng lớn cũng chẳng tăng thêm. Đại Bồ Tát cũng là như thế, chỗ tác muội này tùy tâm ưa thích của Ngài, thấy thân chư Phật đủ thứ hóa tướng, lời lẽ nói pháp thọ trì chẳng quên, mà thân Như Lai chẳng tăng chẳng giảm. Phật tử, ví như chúng sinh khi mạng chung rồi, lúc sắp thọ sinh chẳng lìa sự thấy thanh tịnh của tâm. Đại Bồ Tát cũng là như thế, chẳng lìa sự thấy thanh tịnh của tác muội thâm sâu này. Các vị Phật tử, Bồ Tát thấy thân Phật như vậy mà thân Phật không lớn thêm, cũng không nhỏ bớt, ví như hư không trong lỗ hạt cải bị con mọt ăn, cũng chẳng nhỏ bớt, ở trong vô số thế giới cũng chẳng lớn thêm, đạo lý giống nhau. Thân của chư Phật cũng là như thế, khi thấy lớn cũng chẳng tăng thêm, khi thấy nhỏ cũng chẳng giảm bớt. Trong tâm kinh có nói, không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Chúng sinh do nghiệp báo cho nên thấy đủ thứ hình tướng khác nhau. Ví như chư thiên nhìn thấy hình tướng của nước là lưu ly, con người thấy hình tướng của nước là nước, quỷ thấy hình tướng của nước là lửa. Mỗi loài có nghiệp báo của họ, sự thấy hình tướng đều khác nhau. Bồ Tát ở trong định thấy thân Phật có lớn có nhỏ, có các thứ thân cao lớn khác nhau, nhưng bổn thân Phật không lớn không nhỏ. Chúng ta chúng sinh vốn chẳng thấy được Phật. Tại sao? Vì tu trì chẳng đủ và chẳng tương ứng với Phật quang, cho nên chẳng có cảnh giới cảm ứng đạo giao. Các vị Phật tử, ví như mặt trăng, người ở cõi Diêm Phủ Đề nhìn thấy hình tướng mặt trăng thì nhỏ, nhưng bổn thân của mặt trăng chẳng có giảm bớt. Người ở trên mặt trăng hiện tại chứng minh trên mặt trăng chẳng có sinh vật, đây là phàm phu dùng mắt thịt để quan sát báo cáo. Song nhục nhãn của thánh nhân quan sát thì có Bồ Tát, La Hán, trời người vân vân đang ở trên mặt trăng. Thấy thế giới mặt trăng rất lớn nhưng bổn thân mặt trăng cũng chẳng tăng thêm. Đại Bồ Tát cũng là như thế, trụ trong tam muội, biết rõ tất cả thế giới Phật trang nghiêm tùy tâm ưa thích của Ngài, mà thấy được thân chư Phật mười phương ba đời có đủ thứ tướng biến hóa khác nhau. Bồ Tát ở trong định nghe lời lẽ chư Phật, diễn nói diệu pháp rõ ràng, ghi nhớ trong đầu, thọ trì chẳng quên, pháp thân của Phật chẳng tăng chẳng giảm. Các vị Phật tử, ví như tất cả chúng sinh khi mạng chung rồi, lúc sắp thọ sinh, trong giai đoạn này là thân trung ấm, tức cũng là quỷ. Khi năm ấm trước của con quỷ này
sắc thọ tưởng hành thức đã đoạn, năm ấm sau chưa sinh, linh hồn cũng có thể nói là thức thứ 8 trùng tử ở trong đen tối, đi khắp nơi tìm kiếm cha mẹ có duyên để thọ sinh. Dù có ra ngàn dặm, nếu phát hiện một chút ánh sáng, không có duyên thì nhìn chẳng thấy ánh sáng này. Lập tức đến chỗ ánh sáng đó trong khoảnh khắc bèn đi thọ sinh. Khi nam nữ giao cấu thì phóng ra một thứ dâm quang. Con cái phát hiện cảnh giới này, nếu có vọng niệm thương cha ghét mẹ tức là thân nữ. Còn nếu có vọng niệm thương mẹ ghét cha tức là thân nam. Do một niệm vô minh này gieo xuống mà thọ khổ luân hồi. Nếu chẳng có vô minh tác quái mà thấy mà tâm chẳng động thì không sinh, không sinh thì không chết, lúc đó chấm dứt sinh tử, vĩnh viễn được giải thoát. Chúng sinh dùng gì để thọ sinh? Là dùng tâm. Do đó không lìa khỏi tâm. Tâm có phân ra âm dương, dương là thần, có thể hóa sinh về trời, âm là quỷ, đầu thai vào nhân gian hoặc làm người hoặc làm súc sinh. Chẳng lìa khỏi tâm mà thấy được cảnh giới này là thanh tịnh. Đại Bồ Tát cũng là như thế. Ngài chẳng lìa khỏi cảnh giới thấy thanh tịnh của tam muội thâm sâu này, đều là thanh tịnh, không nhiễm. Phật tử Đại Bồ Tát trụ tam muội này thành tựu 10 pháp mau chóng. Những gì là 10? Đó là mau tăng thêm các hạnh viên mãn đại nguyện, mau dùng pháp quang chiếu sáng thế gian, mau dùng phương tiện chuyển pháp luân độ thoát chúng sinh, mau tùy nghiệp chúng sinh thị hiện cõi nước thanh tịnh của chư Phật, mau dùng trí bình đẳng thu hướng nhập vào 10 lực, mau cùng ở với tất cả Như Lai, mau dùng sức đại bi phá tan quân ma, mau dứt nghi của chúng sinh khiến cho họ sinh hoan hỷ, mau tùy thắng giải thị hiện thần biến, mau dùng đủ thứ diệu pháp lời lẽ tịnh các thế gian. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát trụ tam muội này thành tựu 10 pháp mau chóng. Những gì là 10? Đó là một, mau tăng thêm các hạnh viên mãn đại nguyện, tức là rất mau chóng tăng trưởng công đức lục độ vạn hạnh viên mãn đại nguyện thuở xưa đã phát ra. 2. Mau dùng pháp quang chiếu sáng thế gian, tức là mau chóng dùng trí huệ quang minh để chiếu khắp hết thảy thế gian, khiến cho tất cả chúng sinh phát bồ đề tâm. 3. Mau dùng phương tiện chuyển pháp luân độ thoát chúng sinh, tức là mau chóng chuyển đại pháp luân, dùng pháp môn phương tiện khéo léo để độ thoát tất cả chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui. 4. Mau tùy nghiệp chúng sinh thị hiện cõi nước thanh tịnh của chư Phật, tức là mau chóng tùy thuận nghiệp của chúng sinh thị hiện cõi nước chư Phật thanh tịnh, khiến cho chúng sinh trụ ở trong đó được an ổn. 5. Mau dùng trí bình đẳng thứ hướng nhập vào 10 lực, tức là mau chóng dùng trí huệ bình đẳng thứ hướng nhập vào 10 lực. 6. Mau cùng ở với tất cả Như Lai, tức là mau chóng cùng ở với chư Phật, nên gần gũi chư Phật, thừa sự chư Phật. 7. Mau dùng sức đại bi phá tan quân ma, tức là mau chóng dùng sức lực đại từ đại bi để phá tan tất cả ma quân. 8. Mau dứt nghi của chúng sinh khiến cho họ sinh hoan hỷ, tức là mau chóng đoạn trừ nghi hoặc của chúng sinh khiến cho họ sinh tâm hoan hỷ. 9. Mau tùy thắng giải thị hiện thần biến, tức là mau chóng tùy thuận giải thoát thù thắng thị hiện đủ thứ thần thông biến hóa. 10. Mau dùng đủ thứ diệu pháp lời lẽ tịnh các thế gian, tức là mau chóng dùng đủ thứ lời lẽ diệu pháp để thanh tịnh tất cả thế gian, khiến cho đời ác năm trược biến thành thế giới thanh tịnh. Đà Phật thất lần này ngày 20 tháng 8 năm 1977 tại Vạn Phật Thành là lần thứ nhất. Tục ngữ có nói bắt đầu tốt đẹp tức là thành công một nửa, do đó một thuận thì trăm thuận. Hy vọng mọi người dũng mãnh để niệm Phật, chuyên tâm để niệm Phật, trói tâm khỉ lại, đừng để nó chạy bên ngoài, tự mình quản thúc mình. Niệm đến lúc nhất tâm bất loạn thì sẽ được Phật Di Đà gia bị, khiến cho bạn khai mở đại trí huệ. A Di Đà Phật dịch là vô lượng thọ Phật, hoặc dịch là vô lượng quang Phật. Vô lượng kiếp về trước, Ngài cũng là chúng sinh giống như bạn tôi và mọi người, chẳng có gì khác biệt. Bất quá trước khi Ngài xuất gia, lúc nào cũng tu pháp môn niệm Phật, về sau xuất gia làm tỳ kheo, pháp danh là Pháp Tạng. Chẳng những Ngài tinh tấn niệm Phật mà còn phát ra 48 đại nguyện, trong mỗi đại nguyện đều nguyện nhiếp thọ tất cả chúng sinh đến cõi nước của Ngài, thế giới Cực Lạc thành Phật. Trong một lời nguyện có nói rằng, nếu tôi thành Phật, cõi nước của tôi gọi là thế giới Cực Lạc, không có các sự khổ, chỉ thọ các điều vui. Lại nói hết thảy chúng sinh mười phương, nếu ai xưng danh hiệu của tôi mà không thành Phật thì tôi không thù tránh giác. Vị Phật A Di Đà có nguyện lực như thế, cho nên chúng ta phải niệm 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, có thể đối nghiệp vãng sanh, hoa nở thấy Phật. Muốn vãng sinh về thế giới Cực Lạc nhất định phải nhờ sức niệm Phật.
mới được vãng sinh về cõi đó. Một phương diện phải nhờ sức chính mình niệm Phật, phương diện khác phải nhờ nguyện lực của Phật A-di-đà. Hai sức lực này trợ giúp lẫn nhau, giúp cho vượt qua biển sinh tử, khiến cho bạn bình an, đạt đến thế giới cực lạc. Này giải thích sơ lược về hồng danh 6 chữ Nam Mô A-di-đà Phật. Nam Mô ý nghĩa là quy mạng, chúng ta đem thân tâm tánh mạng đều quy y nương tựa Phật A-di-đà. A nghĩa là vô, Di-đà nghĩa là lượng thọ. Cho nên gọi là Phật vô lượng thọ. Trong Tịnh Độ Tông có 3 bộ kinh: 1. Kinh A-di-đà, 2. Kinh vô lượng thọ, 3. Kinh quán vô lượng thọ Phật. Bộ kinh thứ nhất kinh văn rất nông cạn dễ hiểu. Bộ kinh thứ hai kinh văn sâu hơn một chút, chẳng phải một số người hiểu được. Cho nên kinh A-di-đà là kinh người niệm Phật phải tụng. Trong kinh văn có nói, Đức Phật đó quang minh vô lượng, chiếu khắp mười phương cõi nước, không có chướng ngại nên hiệu là A-di-đà. Lại nói, Đức Phật đó thọ mạng và nhân dân của Ngài vô lượng vô biên A-tăng kỳ kiếp nên hiệu là A-di-đà. Phật vô lượng thọ hay khiến cho tất cả chúng sinh tăng phước sống lâu, tên của Ngài còn dịch là Phật vô lượng quang, hay khiến cho tất cả chúng sinh đắc được đại trí huệ quang minh, tương lai được sinh về thế giới cực lạc phương Tây, sớm thành Phật đạo. Do đó, mười phương Phật ba đời đều cùng một pháp thân. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật có 4 phương pháp niệm: 1. Quán tưởng niệm Phật, 2. Quán tượng niệm Phật, 3. Chỉ danh niệm Phật, 4. Thật tướng niệm Phật. Giải thích sơ lược như sau: 1. Quán tưởng niệm Phật, phải quán tưởng như vậy. Phật A Di Đà là thân sắc vàng, tướng tốt trang nghiêm không ai bằng. Phật A Di Đà có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân phóng ra quang minh màu vàng không gì sánh bằng. Lại phải quán tưởng như vậy: hào quang trắng bay lượn như tu di, mắt Phật xanh biếc như nước bốn biển. Giữa lông mày của Phật A Di Đà phóng ra quang minh màu trắng, bay lượn to lớn như năm tòa núi tu di, mắt của Ngài xanh biếc trong suốt như nước bốn biển. Lại phải quán tưởng như vậy: trong quang minh có vô số ức hóa Phật, hóa Bồ Tát chúng cũng nhiều vô biên. Ở trong quang minh của Phật A Di Đà lại hóa hiện ra vô số ức vị Phật, lại hóa hiện vô lượng vô biên Bồ Tát. Lại phải quán tưởng như vậy: 48 nguyện độ chúng sinh, 9 phẩm sen vàng lên bờ giác. Khi Phật A Di Đà tại nhân địa đã từng phát 48 đại nguyện, ở trong mỗi nguyện đều độ chúng sinh lên bờ bên kia thành tựu Phật quả. Trong đó phần làm 3 bậc 9 phẩm. 3 bậc là bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. 9 phẩm là thượng 3 phẩm, trung 3 phẩm, hạ 3 phẩm. Thượng thượng phẩm thấy Phật, hạ hạ phẩm thấy Bồ Tát. 2. Quán tượng niệm Phật, phải cúng phụng thánh tượng Phật A Di Đà hoặc Tây Phương Tam Thánh nơi thành tịnh. Khi niệm danh hiệu Phật thì mắt quán Phật A Di Đà, miệng niệm Phật A Di Đà, tâm nghĩ Phật A Di Đà. Như vậy sẽ khiến cho ba nghiệp thanh tịnh sẽ được vãng sinh về thế giới Tây Phương. Do đó, nguyện sinh về cõi Tây Phương, cõi Tịnh Độ. Chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, Bồ Tát bất thối làm bạn lành. 3. Trì danh niệm Phật. Hiện tại chúng ta là tu trì danh niệm Phật, nhất tâm bất loạn niệm 6 chữ hồng danh kiền thành niệm, hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày hoặc 6 ngày. Hiện tại chúng ta đã niệm được 6 ngày, ngày thứ 6 của Phật thất, đợi khi đến ngày thứ 7 sẽ chứng được niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội là gì? Tức là lúc nào cũng chuyên tâm niệm, tinh thần tập trung niệm, lúc đó đi chẳng biết đi, ngồi chẳng biết ngồi, khát chẳng biết khát, đói chẳng biết đói, ăn chẳng biết ăn, ngủ chẳng biết ngủ, bất cứ đi đứng nằm ngồi đều là 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm đến bên trong cũng là A Di Đà Phật, bên ngoài cũng là A Di Đà Phật. Bất cứ âm thanh gì cũng đều biến thành âm thanh A-di-đà Phật. Lúc đó chẳng còn vọng tưởng nào khác, chỉ có một lòng niệm Phật. Đó là đạt đến cảnh giới niệm Phật tam muội. 4. Thật tướng niệm Phật. Tức cũng là tham thoại đầu. Tham niệm Phật là ai? Ai đang niệm Phật? Một lòng một dạ, truy cứu chữ ai này? Chữ ai này là Kim Cang Vương Bảo Kiếm, là trùy báu hàng ma, chém sạch hết si tâm vọng tưởng. Đến lúc một niệm không sinh, một pháp không nhiễm, sẽ tìm được chữ ai, tìm như thế nào? Phương pháp này rất là đơn giản, nghĩa là từng phút từng giây luôn để tâm tới chữ ai, đừng quên mất. Ăn cơm cũng tìm, ngủ nghỉ cũng tìm, tìm tới tìm lui sẽ chứng được thật tướng vô tướng, vô tướng vô bất tướng, trí huệ dễ giác ngộ đạo lý tất cả các pháp thật tướng. Lúc đó biển lặng trời xanh, niệm vận tiêu dao thật là tự tại, vô cầu vô thúc, giải thoát tất cả.
Bốn thứ pháp môn niệm Phật này, bất cứ y pháp môn nào tu hành cũng đều sẽ thành tựu, đều đắc được niệm Phật tam muội, khi mạng chung không quái không ngại, rất an tưởng vãng sinh Tây Phương. Phật tử Đại Bồ Tát này lại được 10 thứ pháp ấn ấn tất cả pháp. Những gì là 10? Một là căn lành bình đẳng đồng với tất cả chư Phật quá khứ vị lai hiện tại. Hai là đắc được pháp thân trí huệ không bờ mé đồng với các Như Lai. Ba là trụ pháp không hai đồng với các Như Lai. Bốn là quan sát vô lượng cảnh giới ba đời thảy đều bình đẳng đồng với các Như Lai. Năm là thông đạt được cảnh giới pháp giới vô ngại đồng với các Như Lai. Sáu là thành tựu 10 lực sở hành vô ngại đồng với các Như Lai. Bảy là vĩnh viễn dứt trừ hai hành trụ pháp vô tranh đồng với các Như Lai. Tám là giáo hóa chúng sinh luôn không ngừng nghỉ đồng với các Như Lai. Chín là nơi trí thiện xảo nghĩa thiện xảo hay khéo quan sát đồng với các Như Lai. 10 là bình đẳng không hai với tất cả Phật đồng với các Như Lai. Các vị Phật tử, vị Đại Bồ Tát này lại được 10 thứ pháp ấn, ấn chứng tất cả các pháp. Những gì là 10? Một, căn lành của Bồ Tát bình đẳng đối với tất cả chư Phật đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại. Đắc được pháp ấn căn lành bình đẳng như thế thì tương lai nhất định sẽ thành Phật. Hai, Bồ Tát đắc được pháp thân trí huệ không bờ mé đối với chư Phật 10 phương ba đời. Hết thảy chúng sinh thế gian đều trụ ở trong pháp thân của Phật. Do đó, pháp thân như hư không, có ai sống ở ngoài hư không chăng? Cho nên đều ở trong pháp thân, song chúng sinh tự mình không biết mà thôi. Tại sao? Vì chẳng có ngũ nhãn lục thông, cho nên nhìn chẳng thấy pháp thân của Phật. Nếu người khai mở ngũ nhãn, sẽ nhìn thấy rất rõ ràng. Ngũ nhãn là gì? Trước hết nói bài kệ. Thiên nhãn thông phi ngại, nhục nhãn ngại phi thông, pháp nhãn duy quán tục, huệ nhãn liễu chân không, Phật nhãn như thiên nhật, chiếu dị thể hoàn đồng, viên minh pháp giới cảnh, vô xứ bất hàm dung. Lược giải thích như sau. À, thiên nhãn thông phi ngại. Thiên nhãn thông đạt được tất cả sự vật hữu hình và vô hình. Hữu hình nhìn thấy được, vô hình nhìn thấu được, đều không có chướng ngại. Hết thảy sơn hà đại địa, nhà cửa phòng ốc, phàm là sự vật có hình có tướng, đều không che được thiên nhãn. Trên thấy được hành động của chư thiên đang hưởng thụ khoái lạc gì, dưới nhìn thấy được chúng sinh dưới các địa ngục đang thọ khổ hình gì, nhìn thấy rất rõ ràng. Bề nhục nhãn ngại phi thông. Nhục nhãn này chẳng phải có mắt thịt của phàm phu, nhục nhãn này quan sát được vật có chướng ngại, vật có hình tướng, có thể nhìn thấy tất cả thân Phật Bồ Tát, lại có thể nhìn thấy tất cả yêu ma quỷ quái. Nếu nói nhục nhãn có chướng ngại thì không thể thông đạt tất cả cảnh giới, đó là không đúng. Nhục nhãn của phàm phu có chướng ngại, nhục nhãn của thánh nhân không có sự chướng ngại. C. Pháp nhãn duy quán tục, pháp nhãn quan sát được pháp nghĩa trong tục đế. Mỗi hạt bụi trong hư không nhìn thấy đều có tam tạng 12 bộ kinh điển. Lại nhìn thấy pháp hội Linh Sơn, Đức Phật vẫn đang ở đó diễn nói kinh diệu pháp Liên Hoa trừ tàn hội. Đề huệ nhãn liễu chân không, huệ nhãn biết rõ được trong chân không có những gì. Minh bạch đạo lý thật tướng chân không, thấy được tất cả sự vật vị lai không cần tác ý, chỉ nhìn thì biết rõ. Hiện tại khoa học đang phát triển, tuy nhiên đã phát minh điện tử, nguyên tử, phân tử, hạch tử, vân vân. Nhưng khi phát minh rồi, con người mới biết, phàm là người có trí huệ, vật trước khi phát minh đều nhìn thấy được, giống như điện thoại, truyền hình, radar, vân vân. Trước khi phát minh, Bồ Tát đều biết, đều thấy.